định với phần thi ứng xử trong đêm nay. Có lẽ quý vị khán giả sẽ có những sự lựa chọn của mình. Còn đây sẽ là kết quả của ban giám khảo Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020. Chúng tôi sẽ công bố theo một thứ tự ngẫu nhiên top 5 của cuộc thi năm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái tên đầu tiên trong top 5 của cuộc thi ngày hôm nay. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 070 Nguyễn Trần Văn Đình đến từ trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Bạn cũng vừa nhận được một giải thưởng cao trong đêm nay, rất hạnh phúc. Xin chúc mừng Văn Đình. Thí sinh tiếp theo sẽ góp tên mình trong top 5 và đến gần hơn với vương miện của Hoa Khôi. Xin chúc mừng thí sinh Lê Thị Tường Vi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần ứng xử của thí sinh đầu tiên mang số báo danh 070 Nguyễn Trần Văn Đình đến từ trường Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn. Và có lẽ là anh Duy sẽ đến gần hơn để các bạn ấy có thể tự tin và có thể hỗ trợ cho các bạn. Em có thể mở câu hỏi hoặc anh có thể giúp em. Anh Duy đúng không? Thấy cái tay để mở câu hỏi cho các bạn ấy cũng đang là run, bởi vì tôi nghĩ rằng là vào giờ phút này đây đứng đây mà không run thì cũng sẽ
thực sự là rất khó cho các bạn ấy nếu chúng ta không có bản lĩnh sân khấu. Và em là người đầu tiên dự thi, trước khi em nói tên của vị giám khảo đặt câu hỏi, em có cảm thấy là tự tin bao nhiêu phần trăm vào lúc này? Ước muốn đã thành hiện thực và cố gắng trả lời thật tốt câu hỏi. Bây giờ mời em công bố tên của vị giám khảo đặt câu hỏi cho mình. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi đến từ nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa. Vâng ạ, chưa có câu hỏi nhưng đã cảm ơn rồi. Nhưng mà xin phép được mời nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa. Cô Minh Hòa là người mở hàng đây. Xin chúc mừng em. Và bây giờ là một câu hỏi cô đặt cho em nhé. Có những ý kiến cho rằng người nổi tiếng đi làm từ thiện là chỉ để đánh bóng tên tuổi của mình. Em nghĩ thế nào về quan điểm này? Dạ, em cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo ạ. Đối với em thì cái việc mà nghệ sĩ họ đi từ thiện và họ dùng cái việc từ thiện đó để đánh bóng tên tuổi của họ, đối với em, ý kiến cá nhân thì em cảm thấy nó không phải là một vấn đề quá lớn. Tại vì khi mà họ đã dùng số tiền của họ đi từ thiện thì vô tình họ đã giúp đỡ rất nhiều người. Và thật ra thì bản thân mình cũng không thể nào đánh giá được người khác là họ đang dùng tiền đó để đánh bóng tên tuổi hay là họ từ thiện cho tâm của mình. Chính vì vậy mà em nghĩ rằng việc nghệ sĩ dùng tiền của họ để từ thiện đó chính là những cái việc đang giúp ích cho xã hội ngày nay. Và nếu mà em có cơ hội để có thể dùng số tiền của mình kiếm được và từ thiện thì đó là một trong những điều em đang rất mong muốn. Và em sẽ dùng tiền của mình để gây từ thiện cho tất cả những người đang cần nó. Vậy xin cảm ơn. Rất tự tin, đầy bản lĩnh để trả lời một câu hỏi tôi nghĩ cũng không hề dễ dàng từ phía nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa. Nhưng như nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa có nói là cô mở hàng như vậy là rất may mắn rồi ạ. Xin chúc mừng em đã hoàn thành phần thi ứng xử của mình. Mời em quay trở lại vị trí. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần trả lời ứng xử của thí sinh Lê Thị Tường Vi đến từ trường Đại học Nam Cần Thơ với số báo danh là 008. Xin mời bạn. Và Tường Vi cũng sẽ vô thăm để biết được vị giám khảo nào đặt câu hỏi cho mình. Mời em. Em tự tin giống như người bạn đầu tiên của mình nhé em. Vâng, chúng tôi rất hồi hộp không biết vị giám khảo nào sẽ đặt câu hỏi cho bạn. Vâng, lại là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long ạ. Tôi đã thấy anh Tự Long nhìn bạn ấy cười xuyên rồi, nhưng không biết là câu hỏi thì có khó không đây. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Cảm ơn em và chúc mừng em đã đến được với vòng thi này. Với cá nhân anh thì có một câu hỏi rất là thời sự ở đây. Bạn nghĩ gì về hiện tượng anti trên mạng xã hội đang nở rộ hiện nay? Trên mạng xã hội hiện nay thì em cảm thấy là anti-fan nó không có gì là sai hết. Anti-fan đang giúp những người nghệ sĩ, những người thần tượng có thể trau dồi thêm những thứ mà sai sót trước đó. Có thể là nghệ sĩ chưa hoàn toàn là đúng hết. Có thể là những việc này họ sai, những việc này họ làm chưa đúng. Thì anti-fan giúp họ có thể hoàn thành hơn cái sứ mệnh người nghệ sĩ của họ. Và có thể là anti-fan giúp cho họ trở nên tốt nhất. Em xin hết phần. Vâng, tôi đã thấy người vỗ tay đầu tiên là nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Và xin được chúc mừng em đã thể hiện được quan điểm của mình một cách rất rõ ràng. Và tôi thấy rằng là hai bạn thí sinh đầu tiên đều đưa ra những góc nhìn rất tích cực cho những vấn đề mà mọi người nghĩ thường là sẽ tiêu cực. Đó là một cái nhìn rất hay và rất cần có ở những bạn trẻ, những bạn sinh viên Việt Nam. Xin chúc mừng cho hai thí sinh đầu tiên. Còn thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị giám khảo nào. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ở thí sinh Lê Thị Phương Đoan, số báo danh 087, đến từ trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn. Và anh cũng mời Phương Đoan sẽ bốc một lá thăm để xem vị giám khảo nào đặt câu hỏi cho mình. Và tôi nghĩ là giờ phút này thì giám khảo cũng rất hồi hộp, không biết là tên của mình có được dựng lên hay không. Mời em. Dạ, giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em, đó là Á Hậu Hồng Hậu Việt Nam 2018. Xin được mời Á Hậu Hồng Phương Nga. Câu hỏi của Nga dành cho bạn là thần tượng của bạn là ai và quan điểm của bạn về thần tượng là như thế nào?
Em xin cảm ơn câu hỏi của giám khảo Bùi Phương Nga. Và sau đây em xin trả lời câu hỏi của mình. Có thể đối với mọi bạn trẻ thì khi nhắc đến thần tượng, các bạn có thể nói về một idol, một ca sĩ, một người nổi tiếng. Nhưng đối với bản thân em thì khi nhắc về thần tượng, em sẽ khẳng định rằng đó chính là mẹ em. Vì mẹ là một người đã cho em niềm tin vào cuộc sống, người luôn dạy dỗ chăm sóc em và là người dìu dắt em trên mọi con đường. Và thần tượng đối với em không phải là cái gì quá cao sang, đó là cái người mà giúp em có thể có niềm tin vào cuộc sống và dìu dắt em trên mọi con đường em bước đi. Em xin cảm ơn. Rất ý nghĩa. Có những người hỏi là ngày hôm nay mẹ em có tới đây để cổ vũ cho em không hay đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp vậy? Em nghĩ rằng hiện tại thì mẹ không có mặt ở đây, nhưng mà mẹ luôn dõi theo em mọi bước đi nên em rất tự hào. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Rất tuyệt vời. Và chắc chắn là cô đang mỉm cười khi nhìn thấy em đứng ở đây giờ phút này. Chúc em sẽ may mắn. Một lần nữa xin chúc mừng em. Mỗi thí sinh đều có một góc nhìn khác nhau, một màu sắc khác nhau. Vì vậy các thí sinh tiếp theo chúng ta hãy tự tin, hãy tin vào khả năng của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trả lời ứng xử của một đại diện đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bạn Lê Thị Phi với số vô danh 1983. Xin được mời bạn Lê Thị Phi sẽ tiến gần lại chiếc micro của chương trình và sẽ phúc thăm trước để chúng ta xem vị giám khảo nào đặt câu hỏi cho em. Xin mời. Bạn ấy đang cười rất tươi, tôi nghĩ là bạn ấy cũng đã có những phần trăm tự tin rất cao vào giờ phút này đây rồi. Chúc em sẽ trả lời thật tốt câu hỏi của mình. Và vị giám khảo đặt câu hỏi cho em đó là: thưa đó chính là nhà báo Nguyễn Công Thế. Vâng, xin được kính mời nhà báo Nguyễn Công Thế. Câu hỏi chuyên dành cho Lê Thị Phi thế này. Có khá nhiều học sinh đi học nước ngoài về thì lại không có phù hợp rất chuyên được các với các chuyên nghiệp phần việc thì bạn nghĩ gì về cái hiện tượng này? Em xin cảm ơn câu hỏi của bác giám khảo. Sau đây em sẽ trả lời câu hỏi này. Việc các bạn du học sinh về mà không hội nhập được với Việt Nam là một phần do các bạn chưa dung hòa được nền văn hóa giữa nước ngoài và Việt Nam, nên vậy việc hội nhập sẽ rất khó. Em mong rằng các bạn sẽ biết phát huy và làm dung hòa được hai nền văn hóa, từ đó giúp cho đất nước muốn phát triển. Rõ ràng là sự chủ động, sự tìm hiểu kỹ lưỡng, nắm bắt được thông tin và dung hòa được hai nền văn hóa đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng bạn ấy đã hoàn thành phần thi ứng xử của mình. Chúc mừng Lê Thị Vi đã hoàn thành xong phần thi ứng xử. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh Nguyễn Võ Phương Thúy đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số báo danh 1996. Xin được mời em. Là thí sinh cuối rồi thì em có được cái sự tự tin và chuẩn bị đúng không? Mời em, còn nhiều lá thăm lắm, em có thể lựa chọn một lá thăm dành cho mình. Và tên của vị giám khảo nào sẽ có trong lá thăm này, chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi. Xin mời em. Người sẽ đặt câu hỏi cho em là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Triệu Hồng ạ. Vâng, xin được mời giám khảo Nguyễn Khánh Triệu Hồng sẽ đặt câu hỏi cho bạn. Sắp vào tháng năm, chị có một câu hỏi rất đơn giản cho em là nếu phải lựa chọn giữa trí tuệ và sắc đẹp thì em sẽ lựa chọn điều gì và vì sao? Em cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Nếu được lựa chọn giữa thông minh và xinh đẹp, em chắc chắn là sẽ chọn trí thông minh, bởi vì một người có trí thông minh là một người có rất nhiều yếu tố khác, và một người có trí thông minh thì sẽ biết làm đẹp cho bản thân mình. Và hơn thế nữa, còn trở thành một người thành công. Và đặc biệt là phụ nữ, khi một người phụ nữ vừa thành công, vừa xinh đẹp thì họ có thể có được rất nhiều điều trong cuộc sống. Và với bản thân em luôn cố gắng học hỏi, trau dồi để trở thành một người phụ nữ tự chủ, độc lập, thông minh và luôn luôn làm theo lời bác. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và em luôn thực sự là chúng tôi rất bất ngờ trước câu trả lời của bạn. Và
cùng cả cái sự tự tin mạnh mẽ trong câu trả lời của mình, vô cùng quyết đoán. Và tôi nghĩ rằng là có những câu hỏi mà chúng ta tưởng rằng là sẽ dễ